Xin chào buổi sáng cả nhà. Nhân vừa tiến hành thi road test, thi bằng lái, nhưng qua đây cũng gần một năm rưỡi rồi cả nhà, mà vẫn chưa có thi bằng lái của Canada, vẫn sử dụng bằng lái của Việt Nam. Thì đến thời điểm bây giờ thì Nhân mới thi bằng lái của Canada. Thì hôm nay là ngày thi của Nhân. Mọi người đón xem video ha, xem hết video. Nhân sẽ chia sẻ về cái cung đường mà Nhân đã thi và cái kết quả của Nhân như thế nào nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ quay cái cung đường mà mình đi thi bằng lái xe ở Saskatchewan, thành phố Regina nha cả nhà. Hôm nay là khoảng giữa tháng 12 năm 2023. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cung đường mình thi cho cả nhà xem nha. Qua ngã tư này một đoạn khoảng vài trăm mét đó, là giám khảo bắt mình quẹo phải. Em play
đi bé chút nha. Sân chơi á, đường này ra là đường Winnipeg, à không phải đường Winnipeg, đường này đường 61 Avenue. Sáng sớm 8 giờ sáng cho nên cũng ít người đi bộ cả nhà, không có người đi bộ luôn, cũng may mắn. Gặp người đi bộ thì thường mình sẽ khẩn khẩn hoặc là mình không biết xử lý sao, là dễ rớt lắm. Rồi chúng ta bắt đường trái ở đây nè, đường trái trên đường Broad Street nha, từ đường 11 Avenue xong về trái đường Broad Street. Phía trước là mọi người thấy là downtown, mấy tòa nhà building bự 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 đó cả nhà.
General Hospital ở Mũi Chân. Mọi người, ở khúc này là mọi người để ý có cái bảng đó là hạn chế tốc độ 30 km/h ở khu vực trường học. Mọi người thấy không? Biểu tượng. Rồi giám khảo bắt mình ở quay trái ở đây.
quay lại cái tuyến đường mà mình thi vào tháng 12 2023 thi lái xe ở tỉnh Saskatchewan, thành phố Regina cho cả nhà tham khảo ha, cả nhà để mọi người biết kết quả là gì. Chờ trong giây phút nha. Hello cả nhà, Nhân vừa chia sẻ cho mọi người về cái tuyến đường mà Nhân thi Broad Test ở thành phố Regina, tỉnh Saskatchewan vừa rồi ha. Nhưng qua đây cũng gần một năm rưỡi rồi, nhưng mà Nhân chưa thi bằng lái của Saskatchewan. Chạy quen thời gian rồi đó, mới là thi. Thì hôm nay là tháng 12, 2023, thì Nhân vừa thi xong và Nhân vừa chia sẻ cả nhà về cái tuyến đường mà Nhân thi. Nó có vài điểm mọi người lưu ý ha. Thứ nhất đó là khu vực school zone. Rồi ví dụ những tuyến đường nào mà chạy 50 km/h thì mình chạy khoảng 40 km/h ở cả nhà. 60 thì mình chạy 50, có nghĩa là mình chạy thấp hơn cái quy định tốc độ tối đa của tuyến đường đó, khoảng 10 km/h là được. 10 km/h là được ha cả nhà. Và rất nhiều anh chị em khi trước đã chia sẻ thì mình nên chọn cái khoảng thời gian tầm 8 giờ sáng. 8 giờ sáng thì nhưng chạy tầm 8 giờ sáng thì cũng rất là ít người băng qua đường á cả nhà. Cho nên nó là may mắn là nhưng cũng chưa có gặp cái người nào băng qua đường. Người đi bộ băng qua đường á nhiều, cho nên là không có bị khận hay là gì đó. Thì và kết quả cuối cùng là nhân đậu rồi cả nhà. Nhân đậu với bị hai lỗi mà giám khảo nói là rất là nhỏ thôi và lặp lại hai lần cùng lúc. Mọi người biết lỗi gì không? Có nghĩa là khi quẹo trái ở mỗi cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là nhân khận lại ở nhân stop ở cái bạn ở trước cái line stop, thay vì á giám khảo nói là mày á nhân nên á là di chuyển tới giữa đường chờ cho xe an toàn rồi quẹo trái, chứ không có stop ở trước đó rồi mới lại di chuyển lên giữa đường. Vậy là không đúng và nhân bị trừ là hai cái lỗi rất là nhỏ đó. Và giám khảo chúc mừng nhân rất là may mắn luôn cả nhà. Giám khảo nói ban đầu vừa đậu vô thì không biết kết quả sao, giám khảo nói là good job, rồi nói là mày bị hai cái điểm này mà chưa biết là đậu hay rớt luôn. Xem mình hỏi ủa vậy là tôi pass hả? Nó mày pass rồi, mày lái rất là tốt, mày chỉ bị hai lỗi nhỏ đó thôi, là mỗi cái tới đèn xanh đèn đỏ đèn mà mày quẹo trái nhưng mà mày lại dừng ở trước cái vạch stop. Mày nên là di chuyển lên giữa đường mà thấy an toàn thì quẹo trái, chứ không có dừng như vậy đó, thì bị hai lỗi nhỏ đó thôi. Rồi nhân hỏi là cái nhân được cấp cái bằng gì, thì ổng kêu là bằng lab 5 và full G luôn cả nhà, có nghĩa là dành cho người lái kinh nghiệm á, là nhân có thể là hỗ trợ được cho bà xã nhân ngồi kế bên để cho bà xã nhân chạy được rồi. Good job nhân, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha. Hy vọng là video này chia sẻ kết đến cả nhà ha, cho những anh chị em nào chuẩn bị thi vào tháng 12 2023 này hoặc là đầu 2024 ha cả nhà. Lưu ý những cái tuyến đường có school zone rồi tốc độ nha, là họ giám khảo đưa mình vào những cái tuyến đường nhỏ school zone 2-3 lần luôn cả nhà. Cho nên là mọi người thực sự bình tĩnh và lưu ý chạy nha, không có gì phải hồi hộp hết. Chúc cả nhà thành công nha cả nhà. Bye bye.